Ngày 17 tháng 5, Cảnh sát Giao thông Công an huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước đang làm nhiệm vụ trên đường Minh Hưng đi Minh Thành, đã phát hiện xe tải chở đất phún có dấu hiệu quá tải, lực lượng chức năng đã dừng xe. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh. Khi lực lượng Cảnh sát Giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tài xế Phan Phi Hùng, sinh năm 1983, ngụ tại xã Minh Thắng, huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước, lái xe tải biển số 93C09664, đã không hợp tác xuất trình giấy tờ và liên tục gọi điện thoại cầu cứu. Mất hơn 1 giờ thuyết phục và được sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng, tài xế Hùng mới chịu hợp tác làm việc. Qua kiểm tra, xe tải trên chở đất phúng quá tải, thiết kế xe 237,4% và tài xế Hùng không có giấy phép lái xe. Công an huyện Trân Thành đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ xe để xử lý theo quy định.